cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài là khoảng không duy nhất anh Hồng tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống. Trở về nhà sau hơn 2 tháng điều trị tại bệnh viện vì chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, anh Hồng vẫn như người mất hồn, chẳng còn thiệt tha về cuộc sống. Khi anh hiểu rằng bây giờ mình đã trở thành gánh nặng cho gia đình. Mẹ tuổi tận mẹ lắm chứ. Năm lắm, năm sáu tuổi. Mẹ đi bơi đi chạy kiếm đôi nông mà mẹ cũng vất vả. Chưa mà phải chiều cho đám con. Phải chiều chứ chưa con lắm nhiều ăn gạch nữa mà chưa mình bất cứ mình nấu cho ăn, mình cho con ăn à. Đó. Phải kiếm đắng, đắng cho con chứ đắng. Khi tiền làm nuôi mình mà chứ nằm chỗ thì mình bị tưởng hẳn bờ có đảo ruột chứ con nuôi được dính nợ rồi mình giữ được chứ phải nghiện đắng tưởng con vậy đó chứ nuôi con nói chứ nhiều khi hằng đòi được chứ chứ hằng tông thì chú chết chú rồi khổ quái nói thôi đừng có nói nữa nữa hằng chết là chết chết mạng nói chứ hết. Với công việc phụ thời nề, dù thu nhập bấp bênh, nhưng anh Hồng là chỗ dựa cho cuộc sống của mẹ già. Là con út trong số 5 anh chị em, 2 gái, 3 trai, lại chưa lập gia đình, anh Hồng có cơ hội báo hiếu chăm sóc mẹ ở tuổi xế chiều. Nào ngờ biến cố ập đến. Anh con trai là bị tai nạn như vậy thì không thể làm ra tiền được nuôi mẹ được, nên điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ban cố gắng của là tổ dân phố và của chính quyền bên phường thì coi như cũng hằng được là coi như có cái qua hỗ trợ cho những gia đình khó khăn á, thì tổ là coi như cũng là coi như quan tâm đến gia đình, quan tâm đến mẹ. À, để là có như giúp đỡ cho mẹ một phần ít nhỏ dù ít nhưng mà mình phải có cái sự quan tâm của mẹ. Tai nạn xảy đến với anh Hồng một cách bất ngờ khi anh đang trên đường đi làm về. Vụ tai nạn đã khiến anh Hồng hôn mê suốt hơn 20 ngày, chấn thương sọ não, gãy chân và xương hàm. Vốn đã khó khăn, nay con trai rơi vào tình trạng nguy kịch. Bà nuôi phải nuốt nước mắt, chạy vay mượn kinh phí để tiến hành phẫu thuật cho anh Hồng. Suốt hơn 2 tháng sống trong tâm trạng hoang mang lo lắng cho tính mạng của con trai. Đã có lúc người mẹ già không thể cầm nổi chén cơm, chan cùng những giọt nước mắt. Khi mà xảy ra tai nạn, xảy ra biến cố với gia đình, thì lúc đó cái suy nghĩ của cảm xúc của mẹ như thế nào? Quá gì được ruột ấy chứ chiều làm răng mà tôi cũng mắc chảy nữa. Mà thấy thằng ảnh hàng chay quả bông chảy máu, lâm loa lâm lên cửa, nó chết đi chết. Tôi kêu cựu xóm giường, cho tôi mượn ít đi. Mình yêu 11 giờ ông ở cửa cho mượn tiền. Khi nào mấy ngày sau, 10 ngày sau cho tiền, tôi quả đã, nói mẹ có thì để đó đã. Mà tôi sợ tôi cũng có sức cổn. Thì anh mới đi qua ngoài khuyến, xóm giường khuyến ngôi đường, người 200, người 100 nữa. Có tiền nữa, tôi ra làm, mua chục ngàn, mình cắn gì nữa để cho ăn, thì tôi ra làm. Kiếm bị chục gì nữa đi bố mua chạc gì, thịt tà gì nữa, nấu cho ăn chân cháo, ăn. Con sữa mà, thì xóm giường ngồi cho, người đi hộp, người khác hộp nữa. Rửa chén bạc thuê như vậy thì... mẹ kiếm được một ngày bao nhiêu ạ? 20 khi về trưa, bạn ế về trưa, thêm cái 5.000, 5.000. Bây giờ tôi lo cho hắn, cho hắn đi đứng cho được cái con, còn tôi thì tôi cũng kệ. Cho tôi cũng trong hắn mà dậy đi làm, nó chiều rồi cái chân nó chiều đi con, treo lên mà làm nó bưng, mà tổ tẹp được, chiều rồi. Trước đây khi còn khỏe mạnh, tuy thu nhập ít ỏi, nhưng anh Hồng cũng lo được cho cuộc sống hàng ngày của hai mẹ con.
Nhưng nay anh Hồng đã không thể làm bất cứ công việc gì. Cuộc sống của anh giờ đây đều nhờ cậy vào bàn tay chăm sóc của người mẹ già yếu. Hàng xóm thương cảm cho hoàn cảnh của hai mẹ con, cũng thường xuyên giúp bà nuôi kiếm thêm chút ít tiền từ công việc phụ giúp chùi dọn hay rửa chén thuê. Ba là cực lắm, ngoài để cho bà sáng tắm rửa này, lau chùi này, chui cầu á. Rồi là quá như mà già rồi mà còn nhiều việc là thấy tôi lắm. Hàng xóm ở đấy là quá như là nói thiệt ra là thì có chừng cơm thì giúp chừng cơm, có gạo giúp gạo rồi thôi chứ có chi hết. Với là quá như giả sử nhà ai làm từ thiện mua thì chạy đi xin giúp cho bà một phiếu rồi thôi. Mẹ thì cực lâu nữa rồi chứ không phải là mới đây. Là kỳ tế mẹ đi làm cho họ mà chưa cũng như con mà chưa con mẹ thế nào đó thì giờ cho ai giúp đỡ giúp mẹ cái tôi. 85 tuổi, cái tuổi đáng lẽ đã được hưởng tuổi già, được con cháu phụng dưỡng. Vậy mà bà nuôi vẫn phải bươn chải để lo cho con trai. Không gì có thể diễn tả hết được những đau đớn trong lòng người mẹ. Mẹ có thể chấp nhận tất cả khó khăn cực nhọc, chỉ mong con có thể sớm phục hồi, đi lại, tự chăm sóc được cho bản thân. Cái điều mà mẹ cảm thấy lo lắng nhất trong cái tình cảnh hiện tại như thế nào? Mẹ có bây giờ nghĩ đến tương lai của anh rồi, đến sức khỏe của mẹ không? Lo đau ốm. Cái tôi mà quẹp một cái là hàng đi cũng được là khổ. Mà quẹp mà con quẹp nữa là chịu rồi. Để tôi trông lại trời lại Phật cho mạnh khỏe là tôi mừng rồi khổ. Để con ăn mắm mong muối chứ được. Mẹ lo là lo rửa đâu. Chứ mưa gió này. Một đại một lần mà hằng cũng lụt á, hằng lụt lấy tàu đến nóc nhà này, nó sờ trống cho cái chứng hằng hằng đỡ mà để lụt vô mà gánh chúng qua bên nữa cho đại một lần lụt dễ sờ lắm cô ơi, sờ tôi là tôi chứ hằng, con tôi bò lễ chim được mà tôi sờ thì đêm hôm tôi cực khổ phải tôi điên nổi, lại trời lại Phật cho mẹ cho mạnh khỏe, cho hằng cho máu trong. Rồi chứng cặn dùng đi lui đi tới. Mình nấu chừng cơm đó, rang bưng ăn được cô nữa. Hoàn cảnh khó khăn của mẹ thì ngay bây giờ chương trình Nguyện Nghĩa Tình là các nhà hảo tâm sẽ trao tận tay cho mẹ những món quà, mong là mẹ đón nhận và hỗ trợ để cho mẹ chăm sóc cho con trai. Trước hết xin mời cô C đại diện cho Quỹ Nguyện Nghĩa Tình có món quà gửi đến cho mẹ nuôi. Dạ thưa mẹ, coi như biết được hoàn cảnh gia đình của mẹ. Thay mặt hồi Nguyện Nghĩa Tình của đài truyền hình Thừa Thiên Huế, người có mặt và không có mặt, những nhà hảo tâm gửi đến mẹ là một số quà là được 19 triệu để mẹ chăm sóc cho người con trai của mẹ, chúc là anh sống được lành bệnh, mẹ được sức khỏe. Cảm ơn. Xin cảm ơn cô. Số tiền 19 triệu đồng này bao gồm cả sự hỗ trợ chia sẻ đến từ các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, đó là món quà 1 triệu đồng của công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế gửi đến mẹ. Bỏ qua 1 triệu đồng của quỹ từ thiện Tuấn Thuận. Còn đây là món quà 1 triệu đồng của công ty cổ phần xây lắp Thừa Thiên Huế. Bà Khoan Công Quang ở Thủy Thanh Hương Thủy cũng gửi đến mẹ và anh Hồng là 25kg gạo, thùng mì tôm và một món quà của khán giả cũng nhờ chương trình chuyển đến cho gia đình mẹ. Và đặc biệt ngày hôm nay còn có đại diện của xóm chùa Hiệp Thiên muốn gửi cho mẹ một món quà. Xin mời cô. Cảm ơn cô. Ngay lúc này khi đón nhận món quà sự chia sẻ của các nhà hảo tâm thì con rất muốn biết cảm nghĩ của mẹ lúc này. Cảm ơn các chị, các cô được. Chương trình Nguyện Nghĩa Tình cũng chúc mẹ thật nhiều sức khỏe để tiếp tục chăm lo cho con trai bệnh tật của mình.
quý vị và các bạn có thể tiếp tục ủng hộ đến cho gia đình của mình nuôi và anh Hồng tại số 358 bờ sông Hương, hoặc liên hệ với chương trình ủy nhiệm nghệ tinh phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, số 58 đường Hùng Vương, thành phố Huế. Chương trình ủy nhiệm nghệ tinh cũng đặc biệt cảm ơn sự đồng hành chia sẻ của chị em tiểu thương ở chợ Đông Ba, chợ Tây Lộc, chợ An Cừu, chợ Bình Ngự, chị em tiểu thương ở Nam Đông, A Lưới đã đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn mà chương trình phản ánh trong suốt thời gian qua. Thêm một ngày nữa trôi qua trong căn nhà nhỏ tình toàn cũ kỹ. Cuộc sống tiếp tục là những chuỗi ngày thử thách đối với người mẹ già. Bà nuôi cảm nhận được sự mong manh của cuộc đời mình. Nhưng lúc này, bà vẫn sẽ tiếp tục cố gắng cùng con vượt qua bệnh tật, dẫu ngày mai có ra sao đi chăng nữa.